Trấn Thành khẳng định không làm phim Mai vì người yêu cũ Mai Hồ, lý giải tên nhân vật. Trấn Thành, người đang nổi lên như một trong những đạo diễn hàng đầu của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, đã gây tiếng vang với việc sản xuất những tác phẩm nghìn tỷ chỉ sau 3 bộ phim đầu tay. Mai, bộ phim mới nhất của anh đã chinh phục khán giả và vượt qua mốc 500 tỷ đồng, mở ra một trang mới trong ngành điện ảnh Việt. Nam MC Trấn Thành rất đầu tư vào bộ phim từ việc chọn diễn viên và đầu tư vào từng cảnh quay chi tiết nhỏ. Những lời khen liên tục được dành cho Trấn Thành, thế nhưng cũng không ít lời bàn tán cho rằng lấy cảm hứng làm phim từ người yêu cũ. Từ câu chuyện trong phim cho tới cách đặt tên cho nhân vật chính khiến không ít khán giả thắc mắc. Từ câu chuyện, cách đặt tên nhân vật chính đến cái kết không trọn vẹn của phim là nguyên nhân khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Trong buổi chia sẻ mới đây với truyền thông, Trấn Thành đã lý giải việc tại sao anh đặt tên nhân vật chính là Mai. Nam MC cho biết, Mai là tên của loài hoa, đây là loài hoa thường xuất hiện trong dịp Tết tại miền Nam. Biểu tượng của nó mang lại sự sung túc và hạnh phúc. Ý nghĩa của tên Mai rất đẹp và nó có ý nghĩa gắn liền với nhân vật nữ trong phim nên anh đã sử dụng cái tên này. Tôi nghĩ rằng khi đã làm cái gì thì hãy chỉ quan tâm tới điều mình muốn làm thôi, đừng quan tâm đến chuyện người ta có thể suy diễn. Vì sao tôi lại chọn tên Mai? Đầu tiên bởi tôi chưa thấy có kịch bản nào xoay quanh một người phụ nữ nhiều như vậy. Đâu đó trong các tác phẩm văn học, tôi thấy những câu chuyện về một nhân vật nào đó cũng sẽ được lấy tên nhân vật làm tên tác phẩm. Tôi từng phân vân giữa những cái tên như Quyên, Lam và Ngọc. Thân phận phụ nữ như cánh chim Quyên, nhưng Quyên thì đã có phim làm rồi, không thể lấy giống họ. Lam nghe rất đẹp, nhưng dịch ra tiếng Anh là Blue, nỗi buồn, lại buồn quá. Ngọc tức là người phụ nữ sẽ luôn sáng như viên ngọc dù bất cứ điều bất trắc đến với cô ta. Vô vàn cái tên, nhưng cuối cùng tôi chọn Mai. Mai mang ý nghĩa tượng trưng cho ngày mai, cho hy vọng. Trong phim, Mai nói với Dương, cái gì sẽ đến nhưng không bao giờ đến chính là ngày mai. Khi ngày mai đến thì nó đã trở thành hôm nay, vậy nên nó chẳng còn là ngày mai nữa. Từ đó Mai với tôi là một cái tên rất đẹp, cả về ý nghĩa rất thông điệp. Chúng ta sẽ luôn hy vọng và hy vọng sẽ là thứ ở trước mắt, là la bàn để mỗi người có thể đi đúng hướng, Trấn Thành cho hay. Ngoài ra anh cũng khẳng định, tôi làm Mai không vì bất cứ người yêu cũ nào. Tôi làm cho một câu chuyện không ai chịu kể, bởi sự bất công dành cho phụ nữ vẫn nhăn nhản diễn ra mỗi ngày và nếu không ai kể thì tôi sẽ làm việc đó. Đơn giản là vậy, Trấn Thành cho biết thêm. Sau kỷ lục hơn 500 tỷ đồng doanh thu trong nước, Trấn Thành mang phim Mai trình chiếu ở Mỹ, Canada và một số quốc gia châu Âu như Séc, Đức, Slovakia từ ngày 22 tháng 3. Trấn Thành tự hào đứa con tinh thần của mình là phim Việt đầu tiên công chiếu ở hai châu lục trong cùng một ngày. Mai sẽ chiếu rạp ở hơn 100 khu vực thuộc các thị trường nói trên. Trong số 3 phim Trấn Thành đạo diễn, đây là tác phẩm được phát hành ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhất. Mai làm nên cột mốc mới trong sự nghiệp làm phim của Trấn Thành và thị trường phim Việt. Đến nay, 3 vị trí đầu bảng doanh thu phim rạp Việt Nam đều thuộc về đạo diễn này. Qua bộ phim, Trấn Thành cho thấy tiến bộ về nghiệp vụ đạo diễn, đồng thời chứng minh sự tiếp thu nhận xét của khán giả ở các phim trước. Anh tiết chế các cảnh chửi mắng, lời thoại nói tục so với phim Nhà bà nữ. Được biết, nói không ngoa khi Mai là bộ phim tốt nhất của Trấn Thành về mặt kỹ thuật. Nếu như Bố già có nhiều cảnh one shot khó nhằn, Nhà bà nữ có những đoạn chuyển cảnh liên tục để cho thấy mâu thuẫn giữa hai thế hệ trong gia đình, thì Mai là sự kết hợp của cả hai. Phim mở đầu ngay với một cảnh quay dài ở góc nhìn thứ nhất khi Mai chuyển về khu nhà mới, đồng thời khéo léo giới thiệu dàn diễn viên. Sau đó là một đoạn chuyển cảnh cực mượt để cho thấy sự khác biệt trong cuộc sống giữa Mai và Dương, một phụ nữ trưởng thành, tự mình gánh vác mọi việc nặng nhẹ trong nhà với gã trai trẻ đang tận hưởng thú vui thể xác. Những cảnh one shot sau đó vẫn xuất hiện xuyên suốt trong phim với mục đích rõ rệt như thể hiện sự chuyển biến, bùng nổ tâm lý của các nhân vật. Màu phim và các góc quay khá đẹp, mang đậm ý đồ nghệ thuật của đạo diễn, đặc biệt là khi thể hiện rõ biểu cảm của các nhân vật trong những phân đoạn mâu thuẫn căng thẳng. Mai có một vài cảnh nóng nhưng đều được dàn dựng kỹ lưỡng để vừa bỏng mắt, đủ cho thấy sự khao khát của cả hai nhưng lại không để lộ quá nhiều da thịt hay có các động tác thô tục quá lố. Điểm trừ đáng tiếc của tác phẩm nằm ở nhạc phim còn quá dập khuôn và hàn lâm. Nhiều cảnh quay không đạt được cảm xúc phù hợp do phần âm nhạc lạc quẻ. Ca khúc chủ đề của Phan Mạnh Quỳnh cũng không thật sự ấn tượng nên dễ dàng trôi tuột khỏi tâm trí khán giả ngay sau khi ra khỏi rạp. Mai tiếp tục phát huy thế mạnh của Trấn Thành trong việc xây dựng nhân vật sát với đời thực. Có thể nói Mai là một cô gái ở đáy xã hội.
Độ tuổi 37 quá lứa lỡ thì, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp lại khiến những bà hàng xóm xung quanh đố kỵ, ghen ghét. Cô còn có quá khứ đau thương, khiến bản thân tự ti mà còn làm công việc nhạy cảm làm massage trị liệu. Trong mắt người đời, Mai bị xem là làm gái, chuyên dụ dỗ đàn ông. Trong mắt đồng nghiệp, cô chắc chắn có chiêu trò gì đó để hút hết khách. Cuộc đời nhân vật là một chuỗi bi kịch, đi đến đâu cũng bị soi mói, chửi bới, ghét bỏ. Để rồi cô tự chui vào một cái vỏ ốc xù xì, bên ngoài đầy gai nhọn để tự bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Nhưng khi Dương xuất hiện, Mai mới có thể được thể hiện sự mềm yếu như bao phụ nữ khác. Hóa ra cô gái 37 tuổi nhìn có vẻ mạnh mẽ, không cần ai che chở nhưng lại có lúc òa khóc vì muốn được yêu. Song đây chỉ là khởi đầu cho một loạt những bất hạnh khác. Trấn Thành khéo léo khiến người xem thương Mai, đồng cảm với Mai và thầm mong cho cô được cái kết đẹp sau mọi biến cố. Những nút thắt bất ngờ được lồng ghép hợp lý để mỗi khi chúng ta tạm an lòng vì Mai bắt đầu hạnh phúc thì nỗi đau mới lại ập đến. Không ít người sẽ rơi nước mắt vì thương cho số phận của một cô gái đã có quá nhiều vết sẹo và chỉ muốn được thương yêu nhưng lại bị cuộc đời dập tơi tả đến thế. Bên cạnh câu chuyện của Mai, mâu thuẫn giữa Dương và mẹ cũng được xây dựng rất tốt. Giống như nhà bà nữ, họ đều là nạn nhân của một gia đình không trọn vẹn, để rồi người thì bao bọc con quá mức, còn đứa con thì chẳng thể thoát khỏi cái bóng quá lớn. Cái hay của Mai chính là những mâu thuẫn không có người đúng, cũng chẳng có kẻ sai, tất cả chỉ là do số phận của họ quá nghiệt ngã mà thôi. Tiếc là Trấn Thành vẫn còn hơi tham lam tiểu tiết và muốn lấy nước mắt người xem càng nhiều càng tốt. Do đó mà càng về cuối, Mai càng lê thê và lan man bởi các tình tiết thừa thãi. Nhiều cảnh phim có thể cắt gọn hoặc lược bỏ để cô đọng cảm xúc hơn nhưng lại bị kéo dài không cần thiết. Phần đầu phim vẫn còn khá ồn ào, làm người xem liên tưởng đến nhà bà nữ. Một vài cảnh cao trào vẫn còn bất hợp lý khi cố ép nhân vật phải trải qua bi kịch bằng cách gây tổn thương cho tất cả.